Kính chào các bạn, tôi là bác sĩ Ngọc Trâm đến từ trung tâm chỉnh nha Vinaline. Nhiều bạn hay hỏi bác sĩ đó là bác sĩ ơi, liệu em nhổ răng xong thì có bị ảnh hưởng đến thần kinh hay không? Vinaline, một nụ cười thay ngàn lời nói. Thì cái thần kinh mà các bạn hay nghe nhắc đến đó, nó không phải là yếu tố tâm thần, yếu tố thần kinh ở trên này, mà nó liên quan đến cái cấu trúc ống thần kinh răng dưới. Thì nếu như mà một chiếc răng khôn nó gần nằm sát so với ống thần kinh răng dưới thì đó là cũng là một ca nhổ răng khôn khó, và bác sĩ cùng với ekip phẫu thuật cũng sẽ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như có thể chỉ định cho bạn chụp thêm một chiếc phim CT 3D để khảo sát cái vị trí của răng khôn. Ngoài ra là dụng cụ phẫu thuật cũng cần phải chuẩn bị kỹ hơn, và hậu phẫu cũng sẽ cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh đó, các yếu tố liên quan đến chân răng cũng giúp bác sĩ đánh giá cái độ khó của ca nhổ răng khôn đó. Ví dụ như là số lượng chân răng, về hình thể chân răng là chân chụm hay là chân chõi. Nếu như mà các chân răng nó nằm chõi ra thì cái việc loại bỏ cái chân, cái răng khôn đó nó cũng sẽ khó khăn hơn so với những cái răng khôn mà có cấu trúc chân răng nó chụm lại với nhau. Hoặc là kích thước chân răng là to hay nhỏ. Nếu như những cái chân răng mà có kích thước rất là nhỏ, mảnh thì trong quá trình nhổ răng khôn cũng sẽ dễ bị gãy chân hơn, và như vậy bác sĩ cũng sẽ cần phải kéo dài thời gian thủ thuật ra để mà lấy được cái chân răng đó ra cho các bạn hơn. Hay là yếu tố chân răng cong ngược chiều 7 hay là cong thuận chiều 7. Cong ngược chiều 7, cong thuận chiều 7 có nghĩa là như thế nào? Cái chiếc 7 ở trong thủ thuật nhổ răng khôn thì thường bác sĩ sẽ đặt ở phía trước của cái răng khôn, và bác sĩ sẽ là dùng một cái động tác để dựng răng lên để loại bỏ cái chân răng đó ra ngoài. Nếu như mà chân răng nó thuận theo chiều 7 thì cái việc thủ thuật lấy răng ra nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với chân răng mọc ngược chiều 7. Một yếu tố cuối cùng mà các bác sĩ hay đưa vào để đánh giá độ khó của một ca nhổ răng khôn đó là khoảng dây chằng quanh răng. Khoảng dây chằng quanh răng này ở những người còn trẻ, trong độ tuổi 20 thì cái khoảng dây chằng quanh răng này nó tương đối là rộng, và chính vì vậy cái thủ thuật nhổ răng khôn diễn ra khá là dễ dàng. Còn ở những người lớn tuổi, ví dụ như là ở độ tuổi 30, 40, 50 thì càng ngày cái khoảng dây chằng quanh răng đó nó sẽ càng thu hẹp lại, và việc nhổ răng khôn nó sẽ khó khăn hơn tương đối nhiều so với những đối tượng mà còn trẻ tuổi. Còn một yếu tố nho nhỏ nữa, không phải liên quan trực tiếp đến răng nhưng cũng góp phần vào để xây dựng nên cái độ khó của cái ca nhổ răng khôn, đó là cái biên độ há miệng của bệnh nhân. Đôi khi có những bệnh nhân có những vấn đề về rối loạn khớp thái dương hàm và họ gặp khó khăn trong việc há ngậm miệng, thì khả năng tiếp cận của những dụng cụ phẫu thuật đưa vào trong miệng để loại bỏ chiếc răng khôn cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Hoặc những bệnh nhân mà có môi hoặc là lưỡi dày và cái mô mềm nó dày dặn, nó to đó, thì lúc đó bác sĩ cũng sẽ khó khăn hơn trong cái việc là đưa dụng cụ vào để loại bỏ chiếc răng khôn. Như vậy các bạn thấy đấy, mỗi ca răng khôn lại có một cái độ khó khác nhau. Chính vì vậy mà thời gian để làm thủ thuật nhổ răng khôn cũng như là cái hậu phẫu, sưng, đau, chảy máu nó như thế nào thì sẽ khác nhau, phụ thuộc vào cái độ khó của từng ca. Chính vì vậy, trước khi tiến hành thủ thuật nhổ răng khôn, bác sĩ ngoài việc hỏi bệnh để xem tiền sử, bệnh sử của các bạn có gì bất thường hay không, việc khám bệnh để kiểm tra vị trí của răng khôn như thế nào, thì bác sĩ sẽ còn cần chỉ định cho các bạn chụp một cái phim toàn cảnh và thậm chí là một cái phim CT để khảo sát vị trí của răng khôn, khảo sát cái mức độ khó của răng khôn như thế nào, để chuẩn bị cho cái kíp mổ ngày hôm đấy nó thật chu đáo, cẩn thận, để đảm bảo được ca nhổ răng khôn đấy sẽ diễn ra thành công cho các bạn. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích về chăm sóc sức khỏe răng miệng. Hãy theo dõi các video tiếp theo để tiếp tục cập nhật các kiến thức về nha khoa nhé.